Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân COVID-19 số 91 là phi công người Anh của hãng Vietnam Airlines vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng và vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, phi công người Anh nói trên đã có chỉ định ghép phổi nhưng bệnh nhân đang có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng. Do đó, các y bác sĩ phải tập trung điều trị nhiễm trùng và hồi sức. Đồng thời, khi bệnh nhân được khẳng định âm tính với SARS-CoV-2 thì lúc đó mới tiến hành chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để chỉ định ghép phổi. Ông Long cũng khẳng định Việt Nam đủ năng lực và trình độ để ghép phổi cho bệnh nhân phi công người Anh. Hiện các bác sĩ vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não. Đồng thời, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu, xem xét các văn bản quy định pháp lý, xác định chi phí điều trị, chi phí ghép để tìm kiếm nguồn tài trợ.